Nhân dịp chuyến công tác tại tỉnh Quảng Ngãi hôm nay, đoàn công tác của Báo Nhân dân do đồng chí Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng biên tập Báo Nhân dân, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam làm trưởng đoàn đã thăm cán bộ, phóng viên Báo Quảng Ngãi. Đồng chí Lê Quốc Minh chia sẻ vui mừng trước những kết quả đã đạt được của cán bộ, phóng viên Báo Quảng Ngãi trong thời gian qua, đồng thời khẳng định những năm qua, hệ thống báo Đảng đã khẳng định được vai trò của báo chí cách mạng là phương tiện quan trọng tuyên truyền, đưa chủ trương đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước đến cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Đây đồng thời cũng là kênh thông tin không thể thiếu để nhân dân tham gia xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Trong xu hướng hiện nay, sự thay đổi mạnh về thông tin, công nghệ số báo chí cũng phải thay đổi, đổi mới để phù hợp, gần với nhân dân, sát với cuộc sống. Đặc biệt, báo Đảng với vai trò chủ lực, định hướng thông tin chính xác, nhanh nhạy, kịp thời đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của Đảng, nhân dân.